Hôm trước em quay video em có nói là quả ra từ gốc đến ngọn mà mọi người không tin. Đây hôm nay quay cho mọi người xem đây, từ gốc luôn nha. Đây mỗi ngọn của nó cứ ra thành từng chùm như này này. Đó, quay đến ngọn của cây luôn. Đấy các bác nhìn thấy không? Ngọn ra đến đâu là quả ra đến đấy. Mọi người nhìn một chùm này phải chục quả đấy. Cây nào cũng thế luôn đấy. Đây là một giống cây mà siêu hoa siêu quả rồi. Hoa của nó 100% là đơn tính cái nên là không cần thụ phấn, cứ ra hoa là đậu quả thôi. Đây, như cái cây này là tầm chắc tầm 35-40 phân thôi này mọi người ơi. Đó, là đã thấy quả ra từ gốc rồi, ra từ nhánh ở gốc rồi đấy. Đấy, mấy cái cây này là em quay cho mọi người thực tế nhất rồi đấy. Rồi ok, giờ mọi người ngắt dưa của em nhá. Một cây nhỏ nhỏ thế này thôi mà thu một cây được 4-5 quả đây. Mọi người nhìn thấy không? Quả rất là đều nhau, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cái gốc chưa, siêu hoa luôn.